việc đạo vô tư việc vô đắc việc vô sở đắc cố bồ đề tất đoái bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quấy ngày vô quấy ngày cố vô hữu khủng bố diện ly điên đạo mộng tưởng cứu canh niết bàn tam thế chư Phật bát nhã ba la mật đa cố đắc nậu đa la tam miệu tam bồ đề cố thi bát nhã ba la mật đa thị đại thần chú thị đại minh chú thị vô thượng chú thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhất thiết khổ chân thiệt bất ngư cố thiết bát nhã ba la mật đa chú tức thiết chú viết thiết đệ ít đệ ba la ít đệ ba la tăng ít đệ bồ đề tát bà ít đệ ít đệ ba la ít đệ ba la tăng ít đệ bồ đề tát bà ít đệ ít đệ ba la ít đệ ba la tăng ít đệ bồ đề tát bà đa già đa liệt già tha di rị đô bà tỳ di rị đa tất tam bà tỳ a di rị đa tỳ ca lan đệ a di rị đa tâm tức thị sắc thọ tưởng hành tức diệt phục như thị xa lợi tử thị chưa pháp không tương bất sanh bất diệt bất câu bất chào cả nhà, xin chào cô chú anh chị và các bạn trong cộng đồng mạng trong ngoài nước. Hai anh em con chúc cho cả nhà có một ngày mới vui vẻ và nhiều sức khỏe và bình an. Thì cả nhà ơi, hôm nay hai anh em con sẽ đi lại cái căn nhà quan mà con đã từng quay nhiều lần cho cả nhà xem. Thì nơi đây thì hình con cũng lâu rồi, cũng đi chưa đi đến nơi đó nữa. Thì bây giờ con mời cả nhà cùng với hai anh em con sẽ trải nghiệm ở nơi đó nha. Rồi đi thôi cả nhà ơi. Hai anh em con đi rồi, tới rồi. Con đừng có nhắc. Cái gì? Đừng có nhắc. Sợ sao? Thôi. Cái nhà bộ con nhiều chuyện thiệt luôn á cả nhà. Giờ em bị cả nhà nói quá trời luôn. Rồi, anh em con đã đến nơi rồi. Chỗ này yên tĩnh hay luôn. Lần đầu tiên mà yên tĩnh cỡ này luôn á nha. Thì bây giờ hai anh em con sẽ bắt đầu cùng nghi thức nha. Xong rồi hai anh em con sẽ làm như thường lệ thôi. Anh em con sẽ đặt cam ga hồng ngoại nha. Rồi, bây giờ hai anh em con sẽ bắt đầu cùng làm nghi thức thôi. Rồi, đi thôi anh ơi.
nay anh em con có đến ra đây thì anh em con có một chú đồng thành để tiền nhận bạc bánh trái hay nhân đàn. Con mời các chị ở nơi đây nhận một chú đồng thành của anh em con nha. Thì hai anh em con đến đây chỉ là cho các chị nghe kinh và sau đó các chị luôn cố gắng niệm Phật nha. Khi nào một con duyên thì hai anh em con sẽ đến đây hồi hướng cho các chị. Thì nếu mà hai anh em con làm lễ xong thì mong là các chị đừng có đi theo hai anh em con nha. Có mà anh. Mà anh Tư. Anh Tư. Không, không, không có gì đâu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô. Đốt tiền muốn gì? Ờ, đốt tiền đi. Nam mô A Di Đà Phật. Đây hả? Ờ. Nam mô A Di Đà Phật. Hả? Ủa? Không, không có gì đâu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đốt tiền muốn gì? Ờ, đốt tiền đi. Nam mô A Di Đà Phật. Đây hả? Ờ. Không có gì đâu anh Tư, anh tự đó anh lọt anh đốt đây không sao đâu.
đa tâm kinh quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách xa lợi tự sắc bất gì không. Không bất gì sắc sắc tức thì không không tức thì sắc thọ tưởng hành tức diệt phục như thầy. Xa lợi tử thị chưa pháp không tương bất sanh bất diệt bất câu bất thành bất tăng bất giảm. Thế cố không tung vô sắc vô thọ tưởng hành bất vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân nghi. Vô sắc thanh hương vị xúc pháp vô nhãn giới này chỉ vô ý thức giới vô vô minh diệt. Vô vô minh tận này chỉ vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt đạo vô tí diệt vô đắc. Vì vô sở đắc cố bồ đề tắc đoạ y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố tâm vô quái ngày vô quái ngày. Cố vô hữu khủng bố diện ly điên đảo mộng tưởng cứu canh niết bàn. Tam thế chư Phật thì Bát Nhã Ba La Mật Đa Cố Đắc Na Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cố thi Bát Nhã Ba La Mật Đa Thị Đại Thần Chú Thị Đại Minh Chú Thị Vô Thượng Chú Thế vô đẳng đẳng chú năng trừ nhất thiết khổ chân thiệt bất hư. Cô thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú tức thuyết chú viết. Thiết đệ ít đệ ba la ít đệ ba la tăng ít đệ bồ đề tát bà. Yết đế yết đế ba la yết đà la tăng yết đế bồ đề tát bà ha yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tát bà ha. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Đa Già Đa Già Đa Địa Già Tha Di Đi Đô Bà Tì A Di Đi Đa Đất Nam Bà Tì A Di Đi Đa Tì Ca Lan Đê A Di Đi Đa Tì Ca Lan Đa Già Di Ni Già Già Na Di Đa Ngã Lệ Ta Bà. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điệt Già Tha Di Đi Đô Bà Tì A Di Đi Đa Tất Tam Bà Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điệt Già Tha Di Đi Đô Bà Tì A Di Đi Đa Tất Tam Bà Tì A Di Đi Đa Tì Ca Lan Đề A Di Đi Đa Tì Ca Lan Đa Già Di Ni Già Già Na Di Đa Ngã Lệ Ta Bà. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa
việc dạ ba di rị đô bà tì di rị đa tất tam bà tì a di rị đa tì ca lan đê a di rị đa tì ca lan đa và di ni và và na di đa ga lệ tam bà nam mô a di đà bà già đa ta già đa già đa liệt già tha di rị đô bà tì di rị đa tất tam bà tì a di rị đa tì ca lan đệ a di rị đa tì ca lan đa già di ni già già na di đa ga lệ tam bà nam mô a di đà bà già đa tha già đa già đa liệt già tha di rị đô bà tì di rị đa tất tam bà tì a di rị đa tì ca lan đệ a di rị đa tì ca lan đa già di ni già già na chỉ đa ca lệ tam bà Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngũ Quần Giai Không Độ Nhất Thiết Khổ Ách Xá Lợi Tự Sắc Bất Dị Không không bất gì sắc sắc tức thì không không tức thì sắc thọ tưởng hành tức diệt phục như thầy xá lợi tử thị chưa pháp không tương bất sanh bất diệt bất câu bất tình bất tăng bất giảm thế cố không cung vô sắc vô thọ tưởng hành tức vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân nghi vô sắc thân hương là vị xúc pháp vô nhãn giới này chỉ vô ý thức giới vô vô minh diệt vô vô minh tận này chỉ vô tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt đạo vô tí diệt vô đắc vì vô sở đắc cố bồ đề tất đoạ y bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quái ngày vô quái ngày cố vô hữu khủng bố diện ly điên đạo mộng tưởng cứu canh niết bàn tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa cố đắc na nậu đa la tam miệu tam bồ đề cố thi bát nhã ba la mật đa thị đại thần chú thị đại minh chú thị vô thượng chú thế vô đẳng đẳng chú năng trừ nhất thiết khổ chân thiệt bất hư cô thuyết bát nhã ba la mật đa chú tức thuyết chú viết thiết đệ ít đệ ba la ít đệ ba la tăng ít đệ bồ đề tát bà ít đệ ca đế ba la ít đệ ba la tăng ít đệ bồ đề tát bà ít đệ ít đệ ba la ít đệ ba la tăng ít đệ bồ đề tát bà già đa già đa liệt già tha di rị đô bà tỳ
di di đa tất tam bà tình a di di đa tỳ ca lăng đề a di di đa tỳ ca lăng đa và di ni và na chỉ đa ca lệ tam bà bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách xa lợi tự sách bất gì không không bất gì sắc sắc tức thì không không tức thì sắc có tưởng hành tức diệt phục như thầy xa lợi tử thì chưa pháp không tương bất sanh bất diệt bất câu bất thành bất tăng bất giảm thế cố không cung vô sắc vô thọ tưởng hành bất vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân nhã ba la mật đa tỷ đại thần chú thị đại minh chú thị vô thượng chú thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhất thiết khổ chân thiệt bất hư cô tuyết bát nhã ba la mật đa chú tức thiết chú viết thiết đệ thiết đệ ba la đệ bà la tăng ít đệ bồ đề tát bà thiết đệ ít đệ ba la ít đệ bà la tăng ít đệ bồ đề tát bà ít đệ ít đệ ba la ít đệ ba la tăng ít đệ bồ đề tát bà. Thì cả nhà ơi, bây giờ đang mưa luôn rồi cả nhà. Bây giờ hai anh em con thì tranh thủ về thôi, tại vì ở trong cái ngôi nhà này cũng không được, nó không ổn nữa. Cả nhà nghe ồn ồn không? Nhan cống hết trơn luôn. Với cả nhà thấy không? Đó, nó nhiễu đợp đợp đó, cả nhà thấy không? Đó, ướt lá trần. Để con dẹp tiếp anh Tư con rồi con chào cả nhà nha. Thì cả nhà bây giờ hai anh em con tranh thủ về thôi, do là chờ bây giờ là mưa lâm dâm rồi, lỡ gì trời mưa lớn hai anh em con không biết đường sao về được nữa, tại vì đường ấy cũng khó đi, đâu có dễ đi đâu cả nhà ơi. Thì hai anh em con thì cảm ơn cả nhà đã dành thời gian quý báu của cả nhà để xem clip của hai anh em con nha. Cả nhà đừng quên để lại một like nè, và nếu mà cả nhà chưa đăng ký thì mong là cả nhà đăng ký giúp ủng hộ hai anh em con ngày càng phát triển nha. Và hai anh em con hẹn gặp lại cả nhà trong những clip tiếp theo. Bye bye cả nhà. Bye bye, cả nhà.